tăng chiều cao cho con mà lại dễ như ăn kẹo, mẹ có tin được không? Không tin cũng phải tin thôi các mẹ. Đây, kẹo sữa tăng trưởng chiều cao 2 kít đây ạ. Nhìn cái hộp thì nhỏ vậy thôi nhưng mà lại có võ đấy các mẹ ạ. Một câu hỏi đặt ra là vậy thì trong kẹo sữa 2 kít này có gì mà lại giúp cho con tăng trưởng chiều cao dễ dàng đến thế? Vậy thì mẹ đừng bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng chiều cao cho con bằng cách theo dõi hết video này nhé. Và trước khi review ý, thì các mẹ hãy ủng hộ em bằng cách like, share và đăng ký kênh để giúp em có thêm cái động lực chia sẻ cho các mẹ thật là nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé. Chắc hẳn là các mẹ cũng đang rất tò mò, không biết là cái viên kẹo có trong cái hộp kẹo 2 kít này nó như thế nào, đúng không ạ? Thì ngay bây giờ mình sẽ bóc cái hộp này ra để cho các mẹ cùng xem nhé. Thì một cái hộp như thế này nó sẽ bao gồm có 3 hộp nhỏ ở bên trong. Đấy. Và mỗi một hộp nhỏ thì nó sẽ có 5 vỉ. Và mỗi một vỉ như thế này thì nó sẽ bao gồm có 4 viên. Như vậy thì trong một cái hộp này nó sẽ có tổng cộng là 60 viên đấy ạ. Và nếu như mẹ đã cho con sử dụng sang sữa bột 2 kít thì chúng ta sẽ thấy là sữa 2 kít thì nó có rất là nhiều những cái ưu điểm vượt trội, đặc biệt là về cái công dụng giúp cho con tăng trưởng chiều cao rất là tốt luôn, đúng không ạ? Thì đối với lại cái kẹo 2 kít viên này thì nó cũng được kế thừa đa số cái công thức dinh dưỡng như là trong sữa bột, nhưng khác biệt là nó được cô đặc thành dạng viên kẹo, cho nên nó sẽ trở thành một cái bữa ăn vặt giàu dinh dưỡng và rất là tiện lợi cho bé yêu đấy ạ. Và cái 2 kít dạng viên này thì nó cũng sẽ đảm bảo cung cấp đồng đều các cái dưỡng chất cần thiết, đặc biệt là nó tập trung chính vào tăng trưởng chiều cao và giúp phát triển về trí não cho con. Thì trong một cái viên sữa 1,6g này, tuy là nó nhỏ ấy, nhưng lại là tổng hợp của 73,8% sữa tươi nguyên chất tiêu chuẩn 1A và nó được bổ sung cái hàm lượng canxi rất là cao đấy ạ. Thành phần chính để cấu tạo lên hệ xương răng ở trẻ. Rồi là vitamin D3 thì nó là cái thành phần quan trọng tổng hợp canxi trong cơ thể và giúp cho con có được một cái chiều cao tối ưu. Phốt pho ấy, thì nó cũng góp một phần rất là lớn trong cái quá trình hình thành xương răng ở trẻ. Và ngoài ra thì trong cái viên kẹo 2 kít này thì nó cũng còn có cả đạm sữa non, nó có chứa cái hàm lượng đạm đậm đặc và cao gấp 5 lần sữa thường. Và nó có chứa cái kháng thể như là IgG này, IgF, rồi là TGF để giúp cho con tăng cường sức đề kháng này. Và L-carnitine cấu tạo lên cái hệ xương vững chắc. Ngoài ra thì sản phẩm còn được bổ sung thêm DHA tinh khiết từ thực vật, đạm lecithin, rồi là food for lipid. Nó sẽ giúp phát triển về não bộ rất là tốt cho trẻ. Tuy nhiên thì trong một cái viên kẹo 2 kít như thế này nó lại cung cấp cái nguồn năng lượng rất là thấp. Và như các mẹ thấy là nó cũng có ghi luôn ở trên cái hộp kẹo 2 kít đấy ạ. Trong một hộp 60 viên như thế này thì nó cung cấp 450 kcal. Nếu mà chúng ta chia ra thì chúng ta sẽ thấy là một viên cung cấp 7,5 kcal. Nếu mà một ngày bé ăn trung bình là 5 viên thì sẽ cung cấp cho con là 37,5 kcal. Do đó để mà cung cấp cái năng lượng ấy cho con hoạt động cả một ngày trời thì các mẹ vẫn phải sử dụng đến sữa bột công thức nhá. Nên là các mẹ lưu ý giúp mình là đối với cái dạng kẹo 2 kít viên này thì chúng ta chỉ dùng để bổ sung dinh dưỡng thôi chứ nó không thay thế được hoàn toàn sữa công thức đâu ạ. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng sữa 2 kít viên này như thế nào? Rất là đơn giản thôi, các mẹ cho con dùng giống như là cho con ăn kẹo đấy ạ. Thì với một hộp 60 viên như này sẽ được thiết kế dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên, tức là các bé đã có khả năng nhai nuốt tốt rồi. Và mỗi ngày thì các mẹ nên cho con dùng từ 4 cho đến 6 viên như này nhá. Thì bây giờ mình sẽ bóc thử một viên ra, ăn thử xem là cái hương vị của nó như thế nào ạ. Theo cảm nhận thì mình thấy là nó thơm vị sữa này, hơi dẻo dẻo, ngọt ngọt. Nói chung rất là hấp dẫn, nó giống như là mình đang nhai kẹo đấy ạ. Nên mình tin chắc rằng cái viên kẹo 2 kít này các bé rất là yêu thích luôn. Đặc biệt là đối với những bé nào biếng ăn ấy mà lại còn lười uống sữa thì đây chính là sự lựa chọn vô cùng hợp lý các mẹ nha. Và cái viên kẹo 2 kít này thì nó rất là nhỏ gọn, tiện lợi, các mẹ có thể dễ dàng mang cho bé đi học, đi chơi hay là những dịp dã ngoại đi về quê thì lại cực kỳ là tiện lợi luôn đấy ạ. 2 kít là một sản phẩm của tập đoàn Idong vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc và được nhập khẩu bởi công ty Phương Linh. Do đó thì về chất lượng ấy, các mẹ hoàn toàn yên tâm nhá. Giá thì cũng mềm nên là các mẹ cứ tự tin mua cho con dùng thử đi ạ. Dùng một thời gian ấy mà chúng ta thấy con cao lớn hẳn lên thì các mẹ vẫn cứ duy trì cho con sử dụng đều đặn nhá. Nó giống như là cái bữa ăn vặt hàng ngày ấy, để từ đó sẽ giúp cho con có được một cái vóc dáng lý tưởng này và một cái chiều cao cân đối. Nếu như các mẹ cần thêm thông tin về sản phẩm thì có thể comment xuống phía dưới, bộ phận tư vấn sẽ hỗ trợ và giải đáp cho các mẹ. Cảm ơn các mẹ đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở những vlog tiếp theo nhé.